Xin chào tất cả mọi người, mình là Vũ Thị Hà, số báo danh 335 và ngay sau đây sẽ là màn giới thiệu của mình. Mình là một biên tập viên MC thể thao và chính công việc này đã cho mình rất là nhiều những trải nghiệm thú vị. Mình biết cưỡi ngựa này, biết lái xe off-road này, lượn dù trên không, rồi lướt ván giữa thời tiết mùa đông Hà Nội chỉ có 7 độ thì cũng là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Công việc này cũng cho Hà rất nhiều những cơ hội để có thể làm việc được với những huấn luyện viên, cầu thủ và những vận động viên nổi tiếng. Còn đây chính là hình ảnh những người đồng nghiệp của mình đang cùng mình tác nghiệp. Mọi người ai cũng rất là chăm chỉ, quý mến nhau và cực kỳ tốt bụng. Năm 2022 thì Hà quyết định bước chân vào lĩnh vực kinh doanh và cho ra mắt thương hiệu thời trang riêng của chính bản thân mình có tên là Zero Design. Và ước mơ sâu xa của mình, lớn lao nhất của mình đó chính là có thể thành công và mở ra một quỹ học bổng có tên là Quỹ học bổng chấp cánh ước mơ để có thể là hỗ trợ và nuôi dưỡng tất cả những trẻ em nghèo khó khăn và hiếu học được có thể đến trường. Hà luôn cố gắng và nỗ lực làm việc không ngừng để có thể thực hiện được chính những giấc mơ của mình. Đến với Miss Grand Việt Nam 2022, thật sự đây là một cú sốc đối với tất cả những người xung quanh mình từ gia đình, bạn bè cho tới đồng nghiệp. Bởi vì từ trước tới nay, Hà luôn là một cô gái rất là an phận trong chính những giấc mơ của mình. Và ngày hôm nay, đến với Miss Grand Việt Nam 2022, Hà hy vọng rằng tìm lại được chính bản thân mình và có thể lan tỏa được tất cả những dự án nhân ái mà Hà ấp ủ bao lâu nay đến với tất cả mọi người. Hà tin rằng cô gái đến từ Thanh Hóa này sẽ làm nên kỳ tích tại Miss Grand Việt Nam 2022.